Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng công nghệ không hẳn là xấu đối với trẻ nhỏ. Trẻ có thể học tập và rèn luyện nhờ các ứng dụng này. Tuy nhiên, hãy xem xét ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ đối với đứa trẻ, từ đó kiểm soát mức độ tiếp cận của chúng. Thông tin có tại trang sức khỏe và đời sống và trang tin tức 24 giờ. Sử dụng điện thoại thông minh hơn 7 giờ một ngày sẽ bị mỏng vỏ não. Theo kết quả một nghiên cứu mới được công bố ngày 10 tháng 12 năm 2018 ở Mỹ, những trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng và chơi các trò chơi video hơn 7 giờ đồng hồ mỗi ngày sẽ sớm bị mỏng vỏ não. Nghiên cứu này được thực hiện với hơn 11.000 thanh thiếu niên trong vòng 10 năm sau khi tiến hành chụp các lớp não của 4.500 trẻ em. Smartphone có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Trong độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi, não của trẻ sẽ phát triển gấp 3 lần về kích thước. Trong thời gian này, giọng nói của cha mẹ, những cái chạm và chơi đùa cùng nhau sẽ giúp xây dựng một nhận thức trong não của trẻ để giúp trẻ học được cách gắn kết tình cảm với người khác, đặc biệt những người chúng thường xuyên tiếp xúc. Tuy nhiên, với những đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc với màn hình smartphone hay máy tính bảng, nhận thức của chúng sẽ khác. Trẻ em có thể thiếu đi những nhận thức về mối quan hệ với cha mẹ nếu tiếp xúc smartphone quá sớm. Nguyên nhân của những lần ăn vạ. Theo các giảng viên bộ môn phát triển hành vi nhi khoa thuộc trường Đại học Boston Mỹ, trẻ em nhiều bậc phụ huynh thường sử dụng smartphone và máy tính bảng như một cách để xoa dịu trẻ em khi chúng đang giận dữ hoặc ăn vạ. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là một ý tưởng hay. Nếu sử dụng smartphone và máy tính bảng như một phương pháp chủ yếu để đánh lạc hướng trẻ em, chúng có thể phát triển cơ chế tự điều chỉnh để thích nghi với điều này, từ đó chúng sẽ càng trở nên nghiện và ăn vạ để được phép sử dụng các thiết bị này. Ảnh hưởng đến khả năng học tập của trẻ em. Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng smartphone và máy tính bảng làm ảnh hưởng đến khả năng học hỏi của trẻ em vì nó làm sao lãng sự chú ý của chúng video và trò chơi trực tuyến cũng làm hạn chế sự sáng tạo và trí tưởng tượng mới chớm nở của trẻ và làm chậm sự phát triển của các giác quan vận động và thị giác. Những thiết bị này làm ảnh hưởng đến các giác quan và kỹ năng vận động của trẻ là những yếu tố quan trọng đối với việc học hỏi và ứng dụng các môn học. Có thể dẫn đến béo phì với những đứa trẻ nghiện smartphone và máy tính bảng chúng sẽ có xu hướng ngồi một chỗ để sử dụng các thiết bị công nghệ nghĩa là sẽ hạn chế các hoạt động thể chất dẫn đến khả năng bị tăng cân theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc đại học công nghệ texas mỹ những đứa trẻ được phụ huynh cho phép sử dụng smartphone và máy tính bảng trong phòng ngủ của chúng sẽ có nguy cơ mắc béo phì cao hơn 30% so với những đứa trẻ khác. Khi mắc chứng béo phì, nhiều vấn đề khác về sức khỏe sẽ phát sinh như khả năng mắc bệnh tiểu đường, đau tim và thậm chí khả năng đột quỵ. Khuyến cáo về độ tuổi phù hợp xem các thiết bị điện tử ở trẻ theo bác sĩ Trần Kim Phú, khoa tâm lý bệnh viện Nhi Đồng 1, trẻ dưới 2 tuổi khó có thể theo dõi và hiểu được các chi tiết xuất hiện trên các thiết bị màn hình. Mặt khác, một vài nghiên cứu cho thấy các chương trình TV không mang lại lợi ích, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ dưới 2 tuổi. Trẻ trên 2 tuổi, thời gian thích hợp cho trẻ xem TV và các thiết bị điện tử khác là từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày, có thể chia nhỏ thành 15 phút một lần. Một số chương trình chất lượng mang lại lợi ích về mặt giáo dục cho trẻ trên 2 tuổi. Trẻ xem các chương trình này được cải thiện các kỹ năng xã hội, kỹ năng ngôn ngữ và thậm chí là các kỹ năng giao tiếp để sẵn sàng cho việc đến trường. Quý vị và các bạn thân mến, lợi ích sức khỏe từ đậu bắp sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt.